rồi đến một ngày con xa từ cõi đời, rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi, đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quang vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vai xin được yên an. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài, nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bên thương. Rồi đến một ngày con xa từ thế trần, rồi đến một ngày biết ai người vong ân, đường đời bon chen đã bao phen sang nguồn yêu mến, và nay con đây giữ lời thề xin tìm lối về. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài, nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bên nghìn khổ xá gì, có cha con vững đường đi không sờn. Cha ơi, con dâng về cha bài hát này. Công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn, cha
cha che ấm mái tóc thơ dài. Ơn cha dòng sông dài nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên. Hình bóng cha yêu nay đã xế chiều, con mến cha nhiều. Cha ơi, nuôi con dáng cha gầy vơi tháng năm, bốn ba chán cha hằn lên nếp nhăn, lo âu tóc cha bạc đi quá mau, ngày đêm lo lắng. Ôi tình cha quá đẹp thay, ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dài. Ơn cha dòng sương dài nắng dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên. Hình bóng cha yêu nay đã xế chiều, con mến cha nhiều. Cha ơi, yêu thương tiếng cha hằng khuyên nhủ con. Con cha lời cha khắc ghi, đời con chắp cánh chim bằng hát khúc tình cha. Ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc dài. Ơn cha dầm sương dài nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên. Hình bóng cha yêu nay đã xế chiều, con mến cha nhiều. Cha hình bóng cha yêu nay đã xế chiều, con mến cha nhiều. Cha ơi, ơn cha nghĩa nặng cao dày, một sương hai nắng đong đầy đời con. Tình cha vượt núi vượt non, tín trung phó thác vuông tròn đời. Đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dài. Ơn cha dầm sương dài nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên. Hình bóng cha yêu đã xế chiều, con mến cha nhiều. Cha ơi, nuôi con dáng cha gầy vơi tháng năm, bốn ba chán cha hằn lên nét nhăn, lo âu tóc cha bạc đi quá mau, đêm lo lắng. Ôi tình cha quá đẹp thay, ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn.
ấm mái tóc thơ dài. Ơn cha dầm sương dài nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi lời cha dạy dỗ làm sao dám quên, hình bóng cha yêu nay đã xế chiều con mến cha nhiều. Cha ơi đi qua tháng năm từng nghe bước chân lao sao gió đưa buồn trong nhớ thương, tim con nhớ cha gợi lên vấn vương, tìm một lẽ sống êm đềm trong nắng đời con. Ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi tình cha che ấm mái tóc thơ dài. Ơn cha dầm sương dài nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi lời cha dạy dỗ làm sao dám quên, hình bóng cha yêu nay đã xế chiều con mến cha nhiều. Cha thank you.
trong giờ phút thiêng liêng này sẽ được đại diện cho cha Nghĩa, cha Quang, cha Quê của địa phận Ốc Lân, ở cha Tính và cha Truyền. Con yêu của quý đại gia đình, xin Chúa tiếp tục chúc lành, cũng như làm giảm đi nỗi đau mất người thân của mình. Ở đây chúng ta cùng xin Chúa nhập lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay ông Chúa Cha với phát hẳn là người kính ngưỡng Chúa và là người anh em của chúng con, đã cùng ngã giấc với Đức Kitô Giêsu, con của Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại. Chúa cũng sẽ cho ông Giuse với quan thật được cùng sống lại với người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho ông Giuse với quan thật được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn và muôn đời. Bài đọc một, bài chỉ sách khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì chứng tuổi già là kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì bằng người bạn thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống với những kẻ tội lỗi cũng được Chúa dời đi nơi khác và được đem đi như thế. Kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ, vì sự say mê giả dối làm cho sự làm ra tối tăm, và từng được làm biến đạo tâm hồn thanh tịnh. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có những thời gian làm việc, bởi linh hồn họ đã cần Chúa, nên Chúa cắt sớm họ khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu gì, không quan tâm đến sự kiện đó, vì Thiên Chúa ban ơn xuống cho các thánh của người, do lòng từ bi đối với các ngài và nhìn nhận đến cả người bị chọn. Đó là lời Chúa. Chúa, chúa, chúa tôi đi thôi.
bởi được thanh lãnh trong sự chết của người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển cứu gia mà sống lại từ khỏi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của người, thì chúng ta cũng được hợp nhập với người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh cổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ sống lại với người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ khỏi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được người nữa. Đó là lời Chúa. Cho linh hồn người qua cố
John Paul McCartney, thuộc dòng là Salesian, dòng là Bosco. Có một cái hình ảnh của Ngài biến rất là đẹp. Ngài nói rằng con người của chúng ta cũng giống như mặt trời vậy. Thì chúng ta để ý mỗi ngày có hai cái điều quan trọng xảy ra, là mặt trời mọc và mặt trời lặn. Khi mọc và lặn, nó để to như nhau. Trong một cái cây của sáng sớm tương mai, chúng ta thấy mặt trời rõ ràng, nó hừng đông, nó đỏ, nó to, rồi nó từ từ nó đi lên. Và cái tổ điểm của mặt trời là gì? Là giữa trưa. Nó chiếu rọi một cách gọi là sáng tỏ. Cái sự sống, cái sức mạnh của cái mặt trời nó tồn tại. Rồi sau đó nó từ từ nó lịn dần, rồi chiều đến và hoàng hôn, rồi mặt trời lặn. Người cha Phó Mạc Kha Thị nói rằng con người của chúng ta cũng đi như vậy. Ở hai cái điểm mà nó tối quan trọng của một đời sống con người là khi chúng ta được sinh ra và khi chúng ta nhắm mắt đi chân. Ở cái khoảnh khắc mà chúng ta lọt lòng mẹ, chúng ta được bao nhiêu sự để ý. Rồi dần dần chúng ta lớn lên. Rồi cái cao điểm của một kiếp con người có thành chắc là sự gọi là trưởng thành tổ chức. Rồi bao nhiêu sống, bao nhiêu cái điều tốt lành qua cái kinh nghiệm của mình chia sẻ cho gia đình, cho đời. Rồi dần dần theo tuổi già chúng ta liệt dần. Rồi một ngày hoàng hôn ập đến, và chúng ta trở thành mặt trời lặn. Được biết là bác Giuse Nguyễn Thẩm sinh ra vào năm 1939 ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Người là người con cả trong gia đình ba người con, có hai người em gái. Như chắc là cùng với tổ tiên, anh con gái, em gái của bác đi chồng trước. Sau này khi xong đại học Vân thì bác trai để cho bác gái lấy vào năm 1965. Rồi khoảng 3 năm sau, thì với một đời là thao thức về vấn đề là non sông đất nước, bà đã trở thành một người lính để bảo vệ cái sự tự do của miền Nam Cộng Hòa khi bà gia nhập Liên Chủng Pháp Binh 46 năm 1968. Rồi làm một kiếp gọi là binh lính thì rày đây mai đó, bao nhiêu cái sự cực khổ đắng cay, nhưng rất là kiên trì với cái bổn phận, cái sứ vụ của một người được trao cho họ trong vấn đề gìn giữ đất nước quê hương. Và sau này khi Sài Gòn sụp đổ, khi đất nước bị mất và thay cộng sản, thì bác đã không thoát khỏi, cũng giống như nhiều người chiến sĩ khác, vấn đề tù đầy vô trại cải tạo của cộng sản. Và có lẽ Chú Tiến là người cùng tù với bác Thẩm. Có thể rằng nếu có cơ hội thì chắc chú có thể kể lại bao nhiêu cái sự gian lao khổ cực trong những ngày tháng lao tù đến gần 8 năm. Và sau này, sau khi được về, thì với nhiều tháp đô thì bác đã được cả gia đình qua bên Mỹ vào 1990, trước hết định cư ở San Diego, sau đó về Vermont. Hai bác có 7 người con, trong đó đặc biệt là 5 trai và 2 gái. Thì chắc chắn anh Trương, anh Minh, rồi anh Tân, rồi
chân ở đề ở đài rồi hồng ăn những người con rất là thân thương của bố thân của mình. Thầy bác có 11 người cháu, trong đó có 2 người cháu ngoài, 9 cháu nội. Sở dĩ tôi biết về gia đình là qua sinh hoạt, cũng như nói ban đầu với Bích, với Đệ, đi đường đi học, sau đó với đứa trẻ bùng bay, sau đó mọi sinh hoạt về đứa trẻ, hai vợ chồng tham gia rất tích cực, sau này kéo theo cô em út là Hồng Anh cũng tham gia rất tích cực với chúng tôi. Những lần tôi đến thăm gia đình trong những dịp từ mừng Tết cho đến có khi mừng dịp này dịp kia, ngày cả làm đám cưới cho người anh và người em của đây, tôi thấy có cái điều rất là hay là hình ảnh của một người cha trong gia đình là một cái điều rất là tuyệt vời. Đó là điều thứ hai muốn chia sẻ về đức tính của bạn. Khi nói chuyện với bác gái và những người con của bạn, ngay cả những người vô này đều học lên nói chung một cái điều là bác rất là hiền lành, rất hiền lành. Khi chúng ta nói hai cái chữ hiền lành thì mọi người có thể mường tượng đến cái vấn đề gọi là điềm đạm, bình tĩnh, rồi kiên nhẫn, rồi nhẹ nhàng, rồi bao dung, trong cái sự yêu thương, nó song song với đó là cái sự tha thứ, rồi cái sự hy sinh, sự quên mình. Người hiền lành không có soi mói, không có trên mùi chất, không có gọi là chủ kẻo người khác, hoặc có những cái lời đánh biến làm trở thành những người khác. Và một trong những đặc điểm rất là tuyệt vời của bác trai đó là bác rất là trân quý những cái điều mà người khác làm, từ vấn đề ăn uống trong gia đình, khi con dâu hay con gái mình nấu nướng bác đều lúc nào khen rất là thật lòng, rất là ngon. Rồi vấn đề đi dự lễ nhà thờ hoặc khi nghe một người nào hát, bác khen nó có hình lòng. Và tôi được biết khi anh cao viên trong cao đoàn ở đây từ Lập Phước nhớ đến một năm của bác, thì bác nhận ra cái món quà thì là giọng ca viên hát rất tuyệt vời của anh cũng tới đến tên anh, và anh rất là cảm động và nói rằng sự ra đi của bác để lại cho anh cái sự rất yêu thương. Một riêng với cá nhân tôi, nhân dịp mừng hai bác 50 năm, cách đây 6 năm, 25 năm năm cưới, tôi cũng nhớ tôi hát cái bài của 13 mà bác không tiếc lời khen, chả hát hay quá. Sau đó tôi thấy rằng sau này nói chuyện lại thì thấy bố khen chả chưa, bác gái cứ nhắc lại rất là hay. Tôi cũng nghĩ lại rằng là vâng, lúc đó thì cả tuần đối thủ mũi đầu nở hết rồi, mất cả hai tuần tôi đè nó xuống, nó sẽ bớt xuống. Bác rất là trân quý những cái điều tốt lành mà khác người khác làm, chính vì thế không biết lời để khen mà khen rất là thật lòng chứ không phải giả tạo. Và người hiền lành rất là chú trọng chữ nghĩa, cái sự trung tín trong vấn đề tin, sự trung tín trong vai trò làm chồng rồi làm cha sau này làm ông, rồi rất là trung tín trong cái sự liên đới với bạn bè chung quanh. Và rất phần lớn những ai có cơ hội được biết về bác đều nói rằng rất là thích để ngồi cũng nghe bác tán gẫu nói chuyện, mà vì cái sự chân tình của bác mà làm cho cái sự cuốn rũ và cuốn hút cái người đối thoại. Người ta nói rằng là con thì không giống lông thì giống cánh. Thì tôi chỉ biết về bác của mình nhỏ nào đó thôi, nhưng mà vì thân với anh đệ thì thấy cái sự gọi là giống 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 nào đó thể hiện
Và tuy nhiên có một cái sự khác là Hồng Anh rồi Anh Tân rồi người con dâu trong gia đình nói rằng bác ít nói lắm. Anh đề thì tôi không biết là cái sự ít nói của anh đề nó thể hiện như thế nào. Thật sự anh đề không nói nhiều, chỉ khi nào mà không cần nói thì anh đi thôi. Chính vì thế là rất là nhiều cái bữa tiệc chung vui, chung tiệc cưới cho đến sự nhập chân thì đó hội đoàn có tổ chức hay là giáo xứ cái gì đó là thường kêu anh ra làm MC và anh tự giới thiệu mình MC là gì, MC là nói chung. Tuy nhiên một cái điều quan trọng là giống nhau ở cái chỗ là cái sự thu hút khi nói chuyện. Một khi bác không nói thì thôi, nói làm cho người nghe thấm, nói làm cho người nghe tin rồi làm theo. Ít khi nào mà có cái sự gọi là bực chọc rồi la lối vu vớ với con cái của mình. Nhưng cái điều gì bác cần nhắc nhở, cần dạy dỗ rất là nhẹ nhàng, rất là chân thành. Và chính vì thế tôi nhận thấy trong gia đình từ anh chưa trở xuống cho đến hôm nay bao nhiêu cái sự tốt lành được thể hiện. Và song song với đó là những người con dâu và cái em thương con rể đã thương bố chồng và bố mẹ của mình rất là nhiều. Và trong những ngày tháng mà bác nằm trên giường bệnh thì tất cả đều quan tâm của cái sự hiền lành của bác thể hiện trong cái bài hát của nói rằng người công chính dù còn trẻ non cũng về nơi Chúa, và khi tuổi già đến đó là một cuộc đời rất là thanh sạch và tuổi già được Chúa thương yêu. Rồi trong bài tập 2, Thánh Phaolô nhắc nhở cái đức tính của một người cư dân và đặt chọn cái điều kiện khác vào Chúa Kitô để cái sự sống của mình được thể hiện. Khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta thấy là chẳng có một vai trò chứng nhân, vai trò là môn đề mà trong bài tin mừng Chúa nói rằng đối với ai bước theo Chúa và dám làm những điều mà Chúa thì khi Chúa ra đi, Chúa biết các môn đề đau buồn nhớ, nhưng Ngài nói rằng Ngài đi để chọn chỗ cho chúng đi chung đó. Và Ngài nói rằng trong nhà cha Ngài có nhiều chỗ ở, có nhiều chỗ ở, không phải cái chỗ ở chỉ dành cho 11 tông đồ trung thành với Ngài từ lúc Đa, nhưng dành cho những thế hệ hoa này, những người đóng đúng cái vai trò của mình. Và trong ngày hôm nay chúng ta đang ôn lại một người Kitô hữu, một người chứng nhân trong cái vai trò thể hiện bằng chính việc làm cụ thể khi nói lên hai chữ yêu thương. Cụ thể trong vai trò chồng là cha, là ông, là bà, là người Kitô hữu trong cầu đài. Cụ thể trong những sự hy sinh, trong những sự phục vụ thiên đường, trong sự tha thứ. Và chúng ta thấy cái điều cuối cùng chúng ta được mời gọi để nhắc nhở trong ngày lễ đáng và hôm nay. Lúc đầu chúng ta chia buồn với gia đình và thật sự cái hình ảnh của người chồng, người cha, người ông sẽ không bao giờ thanh nhạt trong tâm trí của đại gia đình hoặc những người biết người ta. Nhưng có một cái điều mà chúng ta thấy rằng khi bạn mất đi cũng giống như mặt trời làm là tay bên này thì là mặt và đặt đầu bên kia. Bạn đang lặng ở đây và thế giới chúng ta vẫn đang có chiều hướng mặt ở bên thế giới của Thiên Chúa mà chúng ta gọi là lên trời và thiên đàng. Thì trong cái đức tin của chúng ta hiến sinh cùng với giáo hội trước thần Chúa, chúng ta xác nhận rằng
Bác đang đi về nhà trai của bài hát mở đầu. Và tuy nhiên, trong cái lễ thân lễ hàng đạo cũng nhắc nhở chúng ta về cái thân phận yếu đuối con người, không ai hoàn hảo cả. Và là chúng ta có cái lỗi lầm. Thì trong cái ngày đại tái thì chúng ta cũng xin lỗi nhắc nhở có hai điều quan trọng xảy ra để chúng ta cầu thánh cho người quá cố, vì họ không cơ hội để tội làm việc gì đó cho chính mình, nhưng người thân cho gia đình. Chúng ta cầu thánh cho bác, và trong lúc đó chúng ta cũng nhớ đến thân phận con người chúng ta để chúng ta ôn lại, nhắc nhở lại. Không biết chúng ta còn bao nhiêu giây phút ngày giờ tháng năm thì chúng ta sống, nhưng tháng năm cũng xin nhắc nhở cái buổi để chúng ta cầu nguyện cho thánh lễ ngày nay rất tốt cho chúng ta, để chúng ta biết tạ ơn Chúa cho cuộc sống của mình. Rồi khi chúng ta nhìn những tấm gương tốt lành của người quá cố ra đi, chúng ta xin Chúa chúng ta để bắt chước họ. Và song song với đó, chúng ta đã tiếp tục cầu nguyện cho người thân của chúng ta trong hưởng nhằm thắng Chúa, và Chúa hứa rằng hãy sẽ được, hãy gọi cửa thì cửa sẽ mở cho. Chúng ta xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm nếu Chúa hoặc Chúa bị hứa một người mà linh hồn Môsê tác thần đã chấp nhận, thì với đi với sự cứu xin của chúng ta, với cái sự mà chúng ta nhớ đến tháng năm nhân dịp lễ dỗ, chúng ta xin lễ hoặc là tụ họp nhau trong nhà cầu nguyện, chúng ta tha thứ và linh hồn yêu xem khi chúng ta bỏ cuộc thiên đàng thay cho bác, thì bác Chúa xin mời. Trong ngày nay chúng ta cũng tạ ơn Chúa cho một chứng nhân, rồi chúng ta xin ơn Ngài để bác gái cùng với toàn thể người trong gia đình khi còn có nhau tiếp tục sống lại những hình ảnh mà bác đã từng chia sẻ với từng người thân trong gia đình. Và đối với cả những chúng ta nhớ, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta nhớ rằng sự sống của chúng ta là Thiên Chúa qua con một của Ngài là Cha ban và cứu chuộc quý giá lắm, để chúng ta khi có cơ hội để thể hiện hai chữ yêu thương bằng việc làm, bằng đức tính và cái sự trung tín và cái sự yêu thương phục vụ và cái sự kiên trì của tình người mà chúng ta sẽ làm điều đó để được yên khi Chúa gọi chúng ta trong cái sự chết của chúng ta, khi mặt trời của chúng ta cũng sẽ đang lặn đi, chúng ta sẽ được nằm ở nơi mặt trời có mặt thiên đàng và nơi thiên đàng thật sự của chúng ta. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết và đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha để cầu bầu cho chúng ta. Trong niềm tin tưởng và hy vọng vào Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là đấng từ bi và nhân hậu, cảm nhận và hết sức khoan nhân, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, tội lỗi mà linh hồn của xe đã vấp phạm khi còn sống đến giờ. Xin Chúa đón đưa linh hồn của xe mà chúng con cầu nguyện hôm nay về hưởng nhan nhân Chúa trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã phục thương Lazaro chết và yến ủi hai chị em Martha và Maria. Xin hãy lau sạch nước mắt và an ủi chúng con trong đức tin, để chúng con phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban những ân huệ tuyệt vời cho người ông thân yêu của chúng con trong 82 năm qua. Một hành trình dài, ông đã sống rất đơn sơ, khiêm nhường và có lòng bác ái. Xin cho chúng con được theo gương nhân đức của ông và tiếp bước hành trình của Ngài. Đó là lời
quý cha, quý sơ, các thân bằng quyến thuộc đã yêu thương góp lời cầu nguyện cho bố chúng con khi còn sinh tiện cũng như khi qua đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương xót và tha thứ cho tôi tớ Chúa là ông Giuse đứng bất thần, vì khi còn sống đã có lòng nước người thương tha thanh ý Chúa. Ở dưới thế gian, đức tin chân thật đã liên kết ông Giuse với cộng đoàn tín hữu, thì xin Chúa nhân lành cũng cho linh hồn Giuse xuống họp với hàng ngũ các thiên thần và các thánh. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa của lời này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Khi từ quyền lời mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng thể với cây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu nước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Xin Chúa cùng với anh chị em chúng con đang nghĩ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đã được các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thứ bằng của chúng con đã biết trở có định cư của Chúa. Xin Chúa sẽ được gọi ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh từ đời Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người, với người và trong người mà mọi danh thứ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng con cho
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin để nước tiên của hội thánh Chúa, xin nói thương ban cho hội thánh những người an và nhất cho thánh như Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh cho biết chúc bình an cho nhau.
Vậy Chúa Đức Giêsu con Chúa để lại cho chúng con bí tích thánh tẩy làm lương thực đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, ông Giuse của chúng con là Nguyễn Văn Thẩm được vào nước Chúa dùng tiệc muôn đời. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thưa quý cha, quý sơ, cộng đoàn thánh quý xe, hội các bà mẹ con cháu, hội gia đình Bắc Ninh và các bạn trẻ trong giới trẻ của Bay, kính thưa toàn thể hòa ái, thân bằng, quý thuộc và bạn hữu. Hôm nay là một ngày vô cùng an vui đối với gia đình chúng tôi. Trước giờ khắc chia ly, tôi xin được đại diện cho tăng quyến kính xin quý vị vài phút để gia đình chúng con bày tỏ nỗi lòng thương yêu và đau xót với bố của chúng con. Xin mẹ và các anh em hướng nhìn vào linh cữu của bố. Kính thưa bố, sáng hôm nay mọi người, mẹ, chúng con, các cháu đang tụ tập quay quần bên bố. Nhưng bố ơi, chúng con đã mất bố thật rồi. Công ơn của bố chúng con chưa đền đáp, nhưng bố đã ra đi, nhưng cánh hạt cô đơn bay về núi mà từ nay về sau không bao giờ được nhìn thấy hình dáng của bố. Mẹ, chúng con và các cháu đau lòng khóc bố, tìm biệt bố đi. Bố đi về nơi an nghỉ rất hàn thu, nhưng vẫn để lại nơi đây những dòng đầy chú trang của bao người đang thương khóc bố. Nhưng con tin rằng nhờ lời cầu nguyện của mọi người, nơi đây, giờ đây, linh hồn bố đang hân hoan và hạnh phúc trên thiên đàng của Chúa. Xin bố hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người nơi đây hôm nay và những ân nhân gia đình. Xin kính kính bố. Con xin được đại diện cho An Huy được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cha đã điều hành những lễ an táng cho bố con. Quý sơ của toàn thể cộng đoàn Thiên Chúa và mọi người đang tham dự thánh lễ trên online cùng nhân dân thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn chúng sanh. Đặc biệt, tăng quyến chúng con xin được gửi lời cảm ơn đến Cha Chánh Xứ An Minh ở đây. Ngài đã tạo điều kiện cho gia đình chúng con được cử hành thánh lễ an táng cho bố con tại nhà thờ này. Và Ngài cũng đang giúp đỡ gia đình con rất nhiều như một người con trong gia đình. Xin cảm ơn chân nghĩa Ngài đã ban các phép bí tích cho bố con và cùng ông cố thường xuyên đến thăm hỏi và động viên bố con trong lúc ông trên đường đi. Và xin cảm ơn chân trời trong bài giảng hôm nay Ngài đã chia sẻ những kỷ niệm rất đẹp về người bố của chúng con và cuộc đời của ông. Ngoài sự thân thiết, con nghĩ cha biết được nhiều về bố con, đó là làm cho gia đình con rất là cảm động. Và con xin cảm ơn cha Tịnh, cha Quang và cha Khuê cũng đến đây dâng lời cầu nguyện cho bố con và tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con xin cảm ơn đến quý sơ, cộng đoàn quý phụ xe, hội gia đình Bắc Ninh, hội các bà mẹ công giáo, giới trẻ cùng vây, toàn thể họ hàng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu đã không quản ngại những xa xôi, mệt nhọc và khó khăn cũng đến đây để tiễn đưa bố con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin cảm ơn ca đó đã dâng lời ca đến thăm và kính đảm thay cho lời cầu nguyện. Xin cảm ơn ban phục vụ, các anh chức lễ và tất cả những ân nhân gia đình chúng tôi. Và sau cùng để thay cho lòng tri ân đang quý chúng con xin được nguyên lĩnh thành kính để cảm tạ tấm lòng của quý vị.
thơ cất tiếng khóc chào đời. Cha yêu vui sướng ôm con vào lòng, cha làm mơ ước ngày đêm cho con cuộc sống bình yên trong vòng tay cha ấm êm. Thương con cha gánh biết bao nhọc nhằn, gian nan khốn khó trên đôi vai gầy, từng giọt mồ hôi đắng cay. Cuộc đời nhiều lúc đổi thay, dẫu vui buồn cha giữ trong tim mình. Cha thương con tình không bờ bến, như đại dương sóng mãi xô bờ. Ân tình cha như dòng thác đổ, như sông dài biển sâu núi cao. Trong tim con tình cha tỏa xa, như vườn dương nắng ấm soi đường, là vầng trăng xóa tan đêm trường. Cha là đường dìu bước con đi. Quá muôn ơn phúc hay cơn buồn phiền, cha luôn âu yếm con thơ mẹ hiền. Đêm ngày tha thiết lời mong cho kiên vững niềm tin, gia đình bên nhau ấm êm. Hôm nay cha đã bước chân về đây, trong tình yêu đó cha mong về trời. Con xin tình Chúa Ba La nhận lời cầu khấn thiên hạ, đưa cha vào thiên quốc vui đời đời. Con xin tình Chúa Ba La nhận lời cầu khấn thiên hạ, đưa cha vào thiên quốc. Thần Chúa dẫn đưa lên tổ phụ Abraham. Xin con nhận
xa. Chúa, Chúa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. Chúa, Chúa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. Chúa, Chúa chúng con. Vì Đức Chúa thánh thần hiện xuống. Chúa, Chúa chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu che chở lại trong vinh quang. Chúa, Chúa chúng con. Đến ngày phán xét. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng xa cảm giác nhớ Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa ban ai nào kể riêng.
trở về với cội nguồn, thoát một đời sống hà phương. Giờ này người vẫn yêu thương đoàn con, còn đây. Cha tôi vẫn còn trong tôi hình bóng, tiếng gọi day dứt ngày tháng làm tôi nhức nhối băn khoăn, nhớ ơn cha khi xưa còn sống. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa nằm trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa vào các phần mộ của những người tin tưởng Chúa, và ngay cả thân xác của họ cũng nằm trong lòng đất. Họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa. Xin cho người thân của chúng con là linh hồn Giuse Nguyễn Văn Thẩm an nghỉ trong ngôi mộ này, đợi ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống sẽ cho sống lại trong vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan trong nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô, đấng đã phán ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta có chết cũng sẽ sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazaro chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nâng kẻ chết sống lại. Xin ban cho người thân của chúng con sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm lành thống hối. Xin đưa người thân chúng con vào hưởng niềm vui nước Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và sức dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin cho được tham dự tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa. Xin ban cho được một nơi ăn, được một chỗ nơi bàn tiệc trong nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin nâng đỡ chúng con trong cơn buồn sầu về cái chết của người thân chúng con. Xin cho niềm tin chúng con thành niềm an ủi và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta dùng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự mình hiến chịu chết để mọi người được cứu rỗi và vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con cần nguyện mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho linh hồn Giuse đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân yêu của chúng con xa lìa Chúa, nhưng giờ sức mạnh uy quyền của Chúa ban được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa.
Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa toàn năng đã gọi người thân yêu của chúng ta là linh hồn Giuse từ cõi đời này về với Chúa. Chúng con xin gửi thi thể người này lại bụi đất nơi loài người đã được tạo dựng. Chúa Kitô là đầu tiên, người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và chúng con biết rằng Ngài sẽ cho mỗi thân xác hay chết chúng con sống lại như người trong vinh quang. Chúng con phó dâng người thân yêu này cho Chúa, xin tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây như một nghĩa cử của gia đình, của cộng đoàn, nếu chúng ta có thể dùng mỗi người một bông hoa đặt lên quan tài, nói lời từ biệt. Ôi Chúa khoan nhân từ bi, xin thứ tha bao lỗi lầm. Chúa ơi, con mong về trời, gần bên lòng Chúa luôn. Chúa đem con xa chân trần gian, con mãi luôn xa bạn hiền. Chúa thương cho con gần lòng, tình yêu người sáng luôn. Chúa ơi, con xin chỉ năng con tim mọn hèn, buồn bên lòng Chúa luôn. Xin Chúa giang tay từ nhân, mau đón con nay trở về. Con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những hy sinh, để đền bù thay bao tội tình. Tháng ngày dài xa chốn nhục hình, dân đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse, và dẫn tới phúc vinh muôn đời. Ngày dài xa chốn nhục hình, dân đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse, và
tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse và dẫn tới phúc vinh muôn đời. Từ chốn luyện hình ngũ tôi vọng tiếng vào linh hồn không. Tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quê lãng, nào biết trong ai người sầu rưng rưng ở đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường. Từ vừng sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Thập gia xưa còn ghi dấu, mẹ hiến dâng con một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần say đắm, nay giờ đây xin mẹ thương cứu vớt bao linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sang, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Trên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nghi thức xong chị em đi về bình an. Tạ ơn Chúa. Đáng khuyến chúng con xin mời tất cả quý vị sau giờ sau đây giờ này xin mời quý vị lại nhà mẹ con ở Phi Môn để cùng uống nước và được bữa trưa với gia đình. Ladies and gentlemen, that will conclude today's service. On behalf of Holy Sepulchre, I'd like to say it truly has been a privilege for me to serve your family. And you will be in our prayers in all of the days and the weeks to come. Thank you so much, and God bless you all. Thank you. Quanh đây xin giã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây nát. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng
dài này không phải tàn theo tháng nào. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu kinh. Vây quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi, vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi, nhớ mãi